Và đây, đây là màu nhớt của Phết. Đây, của chai Phết. Sau 3.000 cây trải nghiệm trên con quay rẻ edit FI. Hai, chào anh em. Chào mừng anh em đã quay lại tới cái kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ thay cái loại Phết. Đây, mình thay ra sau 3.000 cây, chứ mình thay là 53.000 và 56.000 rồi. Và chai Phết này chạy 3.000 cây xem coi nó bị mất bao nhiêu mil và nó có màu gì, nó còn tốt hay không, nó có thể chịu được như tới 4.000 như là nhà sản xuất họ nói hay không. Rồi, xe 3.000 thì trong đó là có 2 chuyến đi về miền Tây, còn lại là mình chỉ chạy trong phố thôi, mình không có chạy nhiều. Mời các bạn cùng theo dõi. Đây, mình nó lỏng ra ốc nhớt ra nè. Bây giờ mình sẽ mở ra. Cái này là xe mình mới vừa đi công chuyện vợ nè, nó còn nóng, cái nhớt nó còn hơi ấm, hơi nóng. Và cái con ốc nhớt là mình sạc ốc nhớt Cozy nha, có 500 nha. Đây. 500. Đây. 500 đó nè, nó hút mấy cái chất dơ nè. Đó. Nên chiếc dơ của nó. Có ốc nhớt Cozy đây. Ở dưới tích này nó có 500 nè. Nè nó hút nè. Mấy cái bay gió. Mấy cái bay gió trong lốc máy á. Nó hút lại dính trên bay. Nè. Đó. Thấy không? Rất là dơ. Thế rồi mình sẽ vệ sinh sạch áo mà mình gắn vô lại. Và nhớ kia mình đang thay. Đây nhớ là đang thay. A few moments later. Và đây, đây là màu nhớt của Phết. Đây, của chai Phết. Sau 3.000 cây trải nghiệm trên con quay rẻ edit FI. Thì đây, màu nhớt. Rất đen nha các bạn. Rất đen luôn á, không phải đen nữa. Cái này mình chạy 4.000 như là trên nhà sản xuất nói á, chắc đen hơn nữa. Thì mình có chuẩn bị một cái chai Motul không à. Thì bây giờ mình sẽ đổ vô là cái chai Motul này xem nó còn lại là bao nhiêu ml, bao nhiêu ml. A few moments later. Đây. Sau một hồ mình đổ xong hết thì nó còn cỡ 600. Chưa tới 600. Cỡ gần 600 á. Thì lúc mà mình đổ vô là 800 mà bây giờ còn 600 là chứng tỏ là nó mất tới 200 ml rồi. Còn đây là con ốc nhớ Cozy nè, mình làm sạch đây nè. Đó, cục 500 nè. Hít được nha. Đó. Mình làm sạch vệ sinh sạch sẽ lại, mình gắn lên để tiếp tục cho nó hút những cái dơ trong nhớt tiếp. Thì theo mình trải nghiệm cái nhớt mà dòng Phết này á. Đó, dòng Phết nè, mình trải nghiệm á thì nó mát máy. Đúng là nó mát thật, nhưng mà nó không có bốc, bốc bằng thằng Motul. Nó đi xa cũng ổn, nhưng mà theo cảm nhận của mình thì mình thích thằng Motul hơn. Thằng Motul thì nó bốc hơn nhiều. À, Phết này thì thích hợp cho anh em mà đi phố hoặc là những anh em chạy Grab á thì nó mát máy. Thì thích hợp cho anh em đi Grab hoặc là đi Go Việt này nữa hơn shipper hoặc là chở khách. Chứ còn đi tour, anh em mà đi tour á thì nên chọn Motul mà đi. Thằng này thì mình thấy nó không có bóc bằng Motul đâu. Thì đây, xe mình đây 110 à. Mà thay thằng Phết thì vô chạy 3.000 cây thì nó còn lại 600 mil. 4.000 cây chắc còn lại 550 á. Nếu mà theo nhà sản xuất nói chịu đựng được tới 3.500 cây tới 4.000 cây á thì là chắc còn 550, 550 mil. Thì trong tầm trung, những loại nhất tầm trung thì dòng Phết là mình thấy cũng ok rồi. Còn anh em thì cảm nhận như thế nào thì anh em comment bên dưới cho mình biết nha. Thì mỗi người mỗi cảm nhận khác nhau, mình không có nói gì hết. Thì anh em cứ cảm nhận cho mình biết như thế nào, anh em nói cho mình biết. Nếu anh em thấy cái clip này hay, à quên nữa,
mình cũng như cái clip trước mình nói là mình sẽ review cái chai cách chôn mà màu đen mới á, thì cái chai đó là bên cái nhà phân phối bên mình nhập nhất á, thì họ đang kẹt hàng vậy mình chưa có nhập về để mình review cho anh em xem được và trải nghiệm cho anh em biết được. Thì đợt sau thì mình sẽ review cho anh em xem về cái loại đó. Đợt này mình thay cái nhớt nào bình thường, cái nhớt bình thường vô mình chạy tạm đi, để khi cái nhớt kia mà nó có hàng á mình nhập về á mình review liền luôn. Thì anh em thông cảm mình cái clip đó nha, cho mình nọ lại cái clip review cái chai cách chôn đen bây giờ mới mới bây giờ. Thì nếu anh em thấy hay anh em cho mình xin một lượt đăng ký, một like, một share, và để mình có động lực để mình trải nghiệm những cái dòng nhớt cao cấp bây giờ, từ nhớt loại tầm thấp cho tới nhớt loại cao cấp, mình trải nghiệm cho anh em xem như thế nào. Cảm ơn anh em rất nhiều, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.